Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có nhiều hoạt động thăm chúc Tết tặng quà trên địa bàn tỉnh. Khai mạc hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Khoái Châu bố trí nhiều lãnh đạo xã không phải là người địa phương. Cảnh báo tai nạn thương tích do pháo nổ tự chế, cần tăng cường phòng cháy tại các chợ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm chúc Tết và tặng quà người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đến thăm chúc Tết và trao quà tặng đoàn viên công đoàn người lao động công ty cổ phần May Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Manufacturing Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2, thị xã Mỹ Hào. Năm 2023, trước những khó khăn của ngành may mặc, doanh thu của công ty cổ phần May Hưng Long 2 sụt giảm 25% so với năm trước, song doanh nghiệp vẫn đảm bảo thu nhập cho trên 1.000 lao động, tiền lương thưởng Tết đảm bảo đạt trung bình khoảng 18 triệu đồng một người. Ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn năm 2024, công ty tiếp tục khắc phục khó khăn để đạt được những con số ấn tượng trong sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển tổ chức đảng đảng viên trong doanh nghiệp. Tôi cũng đề nghị là cũng rất mừng ở cái doanh nghiệp này thì đồng chí Tổng Giám đốc lại là Bí thư chi bộ. Thế cho nên là tôi cũng rất là mong đồng chí Tổng đốc Bí thư chi bộ dành thời gian cùng với các đồng chí trong chi ủy để lãnh đạo chi bộ của chúng ta phát triển ngày càng vững mạnh, tập hợp thêm, thu hút thêm, kết nạp thêm người lao động tham gia vào tổ chức đảng của chúng ta, lãnh đạo tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử bản mạch công nghệ cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 cơ bản ổn định. Hơn 3.500 công nhân đạt mức lương trung bình 13 triệu đồng một người. Các chế độ khác cùng các hoạt động công đoàn, văn hóa thể thao đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương công ty trong nỗ lực hình thành môi trường làm việc văn minh, nhân văn, phát huy vai trò nòng cốt, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Tôi cũng rất là mong mỏi là môi trường văn hóa này và cách thức quản trị này và những các cái chính sách chăm lo đối với cán bộ người lao động của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và làm tốt hơn nữa trong cái thời gian tới đây để chúng ta đến với doanh nghiệp, người lao động đến với doanh nghiệp thực sự như là đến với ngôi nhà thứ hai của mình và người lao động thực sự là gắn bó với doanh nghiệp, là một phần không thể tách rời, là một tài sản quý của doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta có được một cái mối quan hệ như vậy thì tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ phát triển thịnh vượng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng hơn 190 suất quà Tết tặng đoàn viên công đoàn người lao động tại hai doanh nghiệp, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Trong ngày hôm qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng có nhiều hoạt động thăm tặng quà đảng viên cao tuổi đảng, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đến tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Ngọc Tề tại khu công nghiệp dệt may phố Đôi B và công ty trách nhiệm hữu hạn AOCC Việt Nam tại thị trấn Chai Trang, huyện Yên Mỹ. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn tặng hơn 170 suất quà cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn của hai công ty, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề là 126 suất, công ty trách nhiệm hữu hạn AOCC Việt Nam 46 suất. Đồng chí chúc ban lãnh đạo hai công ty và toàn thể đoàn viên công đoàn người lao động đón xuân mới an khang thịnh vượng, nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo công ty ngày càng phát triển.
Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đến thăm tặng quà Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh, Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh Hưng Yên và Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công của tỉnh. Thay mặt đoàn, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động tại các trung tâm đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh. Tại huyện Khoái Châu, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm và tặng quà 5 đảng viên cao tuổi đảng và gia đình chính sách ở xã Tứ Dân, Bình Kiều, Dân Tiến và Phùng Hưng. Sau đó, đoàn đã tới thăm và tặng 100 suất quà cho công nhân công ty cổ phần may Việt Giang và công ty cổ phần may Minh Anh Khoái Châu, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy trao tặng 275 suất quà Tết cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1.850.000 đồng, trong đó gồm một suất quà 300.000 đồng tiền mặt và một bộ chăn gối. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 40 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam còn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Những ngày này, các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Văn Lâm đang tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui. Là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, lại mắc bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Nhường ở thị trấn Như Quỳnh cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được phần quà Tết có ý nghĩa từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền ở huyện, tôi rất là phấn khởi đã cho chúng tôi được quà để về ăn Tết với gia đình, có một cái Tết đầm ấm. Hôm nay tôi rất phấn khởi vì được nhận quà của huyện, của các cấp chính quyền để chăm lo cho gia đình chúng tôi và để chúng tôi được hưởng cái Tết Quý Thìn đầm ấm. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các địa phương ở huyện Văn Lâm huy động các nguồn lực và nguồn ngân sách của địa phương với số tiền gần 2 tỷ đồng để thăm tặng quà Tết cho hàng nghìn cá nhân, gia đình chính sách, người có công và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã thị trấn rà soát lập danh sách cần hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để mang đến cho các gia đình một mùa xuân ấm áp, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Đấy, trên địa bàn đã kêu gọi là khoảng trên 300 suất quà để chăm lo, đặc biệt chăm lo cho hộ nghèo, các cái gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mà đặc biệt năm nay thì chúng tôi mở rộng thêm đối với các cái đối tượng là hộ cận nghèo, rồi các cái hộ gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ huyện đã trích 300.000 đồng từ quỹ người nghèo của huyện hỗ trợ cho 286 hộ nghèo trong toàn huyện. Ngoài ra thì còn các nhà hảo tâm và các tập đoàn như tập đoàn Vitromex đã hỗ trợ cho 731 suất. Mỗi suất trị giá là 1 triệu đồng. Ngoài ra còn có các quỹ từ nghèo các xã thị trấn đã hỗ trợ từ 200 đến 500.000 đồng. Một mùa xuân nữa lại về, những món quà từ cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp, những doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Văn Lâm chứa đựng tình cảm, sự quan tâm tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tất cả cùng nỗ lực với mong muốn những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng hơn, vui hơn khi Tết đến. Tối qua tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc hội chợ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sự khai mạc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên. Hội chợ Xuân Giáp Thìn năm 2024 khởi đầu cho các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Hưng Yên năm 2024. Hội chợ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 với quy mô 200 gian hàng, trưng bày giới thiệu các mặt hàng lương thực thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán của Hưng Yên và các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, còn có các nhóm sản phẩm trực tiếp phục vụ Tết Nguyên đán. Đến với hội chợ Xuân Hưng Yên thì như truyền thống là chúng tôi mang tới các cái set quà đặc sản tiêu biểu của Hưng Yên, có trà,
có mứt và long nhãn rồi hạt sen. À, đặc biệt năm nay thì có cái long nhãn ôm sen nữa thì được các cái khách hàng rất là ưa chuộng. Thông qua đó thì chúng tôi cũng muốn quảng bá, góp phần là nâng tầm cái nông sản Việt cùng liên kết vững bền và phát triển. Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh đây là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân trong khu vực quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, góp phần bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Hội chợ cũng là dịp để kết nối sản phẩm của Hưng Yên với các vùng miền, tạo cơ hội cho người dân thưởng thức đặc sản truyền thống của các miền quê Việt khi Tết đến. Chiều qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh tiến hành kiểm tra gần 670 vụ, xử lý gần 230 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6,3 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa bị tịch thu chờ xử lý gần 1,8 tỷ đồng. Một số mặt hàng vi phạm nổi cộm bị phát hiện xử lý là các sản phẩm thuốc lá, nhóm mặt hàng xăng dầu, mặt hàng rượu và mặt hàng xe đạp điện, động cơ xe đạp điện, xe máy điện. Năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kế hoạch của các cấp về đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các hiệp hội, ngành hàng doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả các phương án chuyên đề, kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường. Tập trung triển khai tốt đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Xuất phát từ nhu cầu phát triển mạng lưới các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho một số ngân hàng mở chi nhánh phòng giao dịch để cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức. Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh có thêm 2 chi nhánh. Đầu năm 2024, chi nhánh Ngân hàng Quân đội MB Bank mở thêm một phòng giao dịch tại huyện Văn Lâm với lĩnh vực kinh doanh huy động vốn, cho vay, bảo lãnh thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế kiều hối. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cơ bản có đủ các loại hình ngân hàng hoạt động. Tổng số có 27 chi nhánh ngân hàng, 95 phòng giao dịch, 210 máy ATM, hơn 2.200 máy thanh toán tự động, hơn 1.700 đơn vị chấp nhận thẻ ở trung tâm khu dân cư, khu công nghiệp và các trung tâm thương mại dịch vụ có mặt trên khắp 10 huyện, thị xã, thành phố. Từng thành công với phát triển mô hình trang trại VSC cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, bằng sự nhạy bén với thị trường, anh Ngô Đức Thắng ở thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã tìm hiểu và nuôi thử nghiệm hươu sao lấy nhung và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Đầu năm 2023, anh Thắng nuôi thử nghiệm 10 con hươu sao 24 tháng tuổi với giá 35 triệu đồng một con. Mặc dù chi phí đầu tư con giống ban đầu cao, nhưng hươu là động vật dễ nuôi, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Vì vậy anh Thắng tiếp tục đầu tư nâng tổng đàn lên 140 con, trong đó 30 con hươu sao sinh sản và 110 con nuôi để khai thác nhung. Thức ăn của hươu sao chủ yếu là cỏ voi, một số loại cỏ dược liệu và các phụ phẩm nông nghiệp. Hiện nay 60% đàn hươu sao của anh Thắng bắt đầu cho thu hoạch nhung với sản lượng trung bình từ 8 lạng đến 1,2 kg nhung một con và cho 2 lần khai thác một năm. Đàn hươu sao đã cho thu hoạch hơn 20 kg nhung. Giá bán ra thị trường là 16 triệu đồng một kg, việc tiêu thụ thuận lợi, nguồn cung không đủ cầu. Sáng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa Châu công bố quyết định về việc thành lập chi bộ công ty cổ phần Victoria trực thuộc Đảng bộ huyện, gồm 5 đảng viên chính thức, chỉ định bí thư và phó bí thư chi bộ lâm thời. Công ty cổ phần Victoria chuyên sản xuất xe máy, xe điện có trụ sở chính tại xã Dân Tiến với hơn 100 lao động. Công ty có tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đang hoạt động hiệu quả. Thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu công bố 12 quyết định về việc điều động, chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức bí thư đảng ủy các xã Dân Tiến, Tân Dân, Đại Hưng, Việt Hòa, Phùng Hưng, Nhuế Dương, Thuần Hưng, Chí Tân, Đại Tập, Ông Đình, Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025,
công bố quyết định về việc điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Phùng Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt điều động luân chuyển cán bộ cấp cơ sở nhiều nhất của huyện Khoai Châu. Tính đến thời điểm này, huyện Khoai Châu có 12 bí thư đảng ủy xã đạt 48% và 5 chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạt 20% không phải là người địa phương. Theo kế hoạch, đến năm 2025, huyện Ân Thi phải hoàn thành việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo giảm 20% đầu bối. Đến nay, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu trước một năm. Sau 2 năm tập trung triển khai sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, huyện Ân Thi đã giảm được 14 cơ sở. Đến nay, còn 53 trường học, trong đó năm 2023, hoàn thành sắp nhập trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông và Trung học cơ sở thị trấn Trần Cao, Mầm non Liên Cơ và Mầm non thị trấn Ân Thi. Trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp sắp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở của 4 xã Tiền Phong, Hồng Quang, Hạ Lễ và Văn Nhuệ. Tháng 1 năm 2024, huyện Ân Thi tiếp tục hoàn thành việc sắp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở của 7 xã Quảng Lãng, Cẩm Ninh, Hồng Vân, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Tân Phúc và Quang Vinh. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm số đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế, khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ, tập trung đầu tư nguồn lực để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cứ vào dịp sắp Tết Nguyên đán lại xuất hiện một số trường hợp bị chấn thương do pháo nổ, pháo tự chế. Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho một số bệnh nhân chấn thương do pháo đều ở lứa tuổi còn rất trẻ. Tại khoa chấn thương, hiện có 2 bệnh nhân đang điều trị bỏng do thuốc pháo. Trong đó, bệnh nhân sinh năm 2011 ở xã Nghi Dân, huyện Kim Động bị bỏng lửa bàn tay trái độ 2, đau sát, trượt ra lòng bàn tay. Nguyên nhân là do em mua được thuốc pháo định chế tạo pháo nổ, nhưng do thuốc pháo vón cục nên dùng búa đập, tán thuốc thì phát nổ gây bỏng bàn tay. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân sinh năm 2009 ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi bị bỏng hơi pháo toàn bộ vùng mặt, không mở được hai mắt do thuốc pháo cháy bùng trong quá trình chế tạo. Bạn mang tí thuốc giờ lên để quấn đi ngoài, thằng kia thì nó cầm bật nửa để ngay đấy. Thì nó bật nó cái thế về chú nó bỏ nó bật cái nửa nó đốt cái giấy là nó kiểu nó có tí thuốc cái nó bắt đầu nó bùng lên dính vào cái mắt này, cả hai mắt đau nó không mở ra. Có thể là những cái tính hiếu kỳ thì là các cháu tự mua trên mạng này, xong là các cháu tự chế. Còn một số trường hợp vào bỏng vết tổn thương bàn tay cũng rất là nặng nề, rồi có những trường hợp mà năm ngoái có những anh mà mù cả hai mắt. Khuyến cáo các phụ huynh là quan tâm đến việc của các em thanh thiếu niên vì tính hiếu kỳ và hiếu động của các cháu nên là nó dùng pháo mà không hiểu biết gì về pháo thì có thể rất là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ tính trong một tháng cao điểm ra quân trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ 48 vụ với 55 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sản xuất pháo các loại, trong đó lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh chiếm đa số. Việc tự ý đặt mua các hóa chất và chế tạo sử dụng pháo tự chế thời gian qua đã để lại nhiều hệ lụy. Các gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm quy định về quản lý pháo, tuyệt đối không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ, thuốc pháo để ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Vào cuối năm âm lịch, tại các chợ hàng hóa tập kết về nhiều, thời tiết lại hanh khô dễ xảy ra cháy nổ. Thế nhưng ở một số chợ, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được coi trọng. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Chợ Thứa trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Xen giữa các sạp hàng kinh doanh quần áo và các đồ khô dễ cháy, còn có cả hàng bán đồ ăn có bếp lửa. Không được đun đâu, nhưng mà đấy người ta đun thì là do cái người ta thôi. Nhưng mình người ta cũng là chợ búa, mình không nào nói được. Và đun bằng bê tổ ong. Hệ thống điện tạm bợ, trang trịt, lắp đặt ngay khu treo quần áo. Tất cả hệ thống phòng cháy chỉ là mỗi ký ốt có một bình chữa cháy, được các hộ mua từ vài năm trước. Có chủ ký ốt còn không biết đây là loại bình gì. Đại diện quản lý chợ thừa nhận có nguy cơ cháy nổ cao, nhưng cũng chèn người làm công thu phí chợ hàng ngày cho hợp tác xã Đà Bắc, đơn vị quản lý khai thác, vì thế không có trách nhiệm. Chợ quản lý chung qua một cái trung gian là chỗ một công ty, nhưng mà đã lâu lắm thì người ta không về. Nói chung là đối với tôi quản lý là tôi cũng rất là sợ khi nó xảy ra là nó
nó không thể cứu chữa được, bởi vì là cái này là cái chợ, là chợ sát dân, và những cái máy móc thì chí là nó cũng hỏng hóc rồi, khả năng sử dụng nó không còn. Tại chợ gạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, hàng chục sạp quần áo treo san sát nhau, có nhiều mặt hàng đồ khô, đồ điện tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Thế nhưng hệ thống phòng cháy của chợ chỉ có vẻn vẹn hệ thống coi báo cháy và trạm bơm nước chưa hoạt động được do đường điện chưa được nâng cấp. Các tiểu thương dù đã trang bị một số thiết bị chữa cháy nhưng vẫn rất lo sợ vì chợ này từng xảy ra cháy một lần vào năm 2018. Cháy lần trước nhà tôi thiệt hại khoảng 400 triệu. Tinh thần của tiểu thương ở đây là rất sợ rồi, chưa yên tâm cho lắm vì mình đầu tư hàng rất nhiều. Thực tế trên cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy ở một số chợ hiện nay vẫn chưa được chú trọng, ngay cả chợ đã từng xảy ra cháy như chợ gạo. Trong khi đó, mỗi chợ đều có hàng chục đến cả trăm ki-ốt kinh doanh các mặt hàng dễ cháy. Nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là dịp cuối năm, thời tiết hanh khô, hàng hóa nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.